tay vô bà, có chuyện chẳng á. Đạp xe không may bị đứt xích, hai cậu bé có sáng kiến mang tầm IQ vô cực. Wow. Theo đó, khi đang đạp xe trở về nhà sau buổi lao động vất vả, hai cậu bé không may mắn khi chiếc xe bị đứt xích giữa đường. Trong cái khó ló cái khôn, cả hai đã nghĩ ra một cách phối hợp nhịp nhàng để nhanh chóng trở về nhà, khiến hai cũng chắp tay nể phục. Wow. Cụ thể, cậu bé ngồi sau đã sử dụng sợi dây xích bị đứt, một đầu kết nối với chiếc líp xe đạp, một đầu dùng hai tay cầm lấy để kéo lên xuống nhằm mục đích tác động để cho bánh xe dịch chuyển. Trong khi đó, cậu bé phía trước cũng phối hợp nhịp nhàng không kém khi không những làm nhiệm vụ bẻ lái mà còn dùng một chân để chọi xuống đường, lấy đà giúp chiếc xe di chuyển nhanh hơn. Màn phối hợp nhịp nhàng của hai cậu bé đã khiến không ít bạn dân thiên hạ phải trầm trồ về sự sáng tạo tuy đơn giản nhưng hiếm ai nghĩ ra. Đúng là trong nghịch cảnh, người ta thường hay tìm ra những giải pháp đầy tuyệt vời. Một bài bình luận đáng chú ý khác mà dân tình đã để lại: IQ hai em này cao đó, nếu nuôi dưỡng đúng cách thì rất tuyệt vời. Hai em thông minh quá, nhưng mà nhìn cũng tội ghê, mong có người sửa giúp chiếc xe đạp để cả hai nhanh về đến nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.